Ecoret Villa được lấy cảm hứng kiến trúc biệt thự kiểu Nhật hiện đại. Những căn biệt thự ẩn mình bên rừng già, tiếng suối róc rách với bầu không khí trong lành, xanh mát nhưng đồng bộ với tất cả các tiện ích sang trọng mà không kém phần hiện đại như cổng chào, thác nước, suối Thiên Nga, suối tình yêu, quảng trường, nhà hàng karaoke, dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Nơi đây còn có trung tâm tổ chức sự kiện, nhà hàng ẩm thực, tổ hợp coffee, cung văn hóa, nhà trưng bày văn hóa, khách sạn, khu vực camping, onsen, suối khoáng, massage spa, nhà thể thao clubhouse, khu biệt thự, khu vui chơi. Tất cả tạo nên không gian sống tràn đầy năng lượng, gần gũi thiên nhiên, tiện nghi nâng tầm cuộc sống. Biệt thự nghỉ dưỡng sang trọng, hiện đại, hài hòa thiên nhiên nhiệt đới chủ đầu tư The Forest Villas cho hay đến với dự án là đến với biệt thự trong rừng. Gần 2.000 căn biệt thự nghỉ dưỡng chia theo các phong cách Camellia Villas, Lavanzula Villas và Lavanza Villas. Camellia Villas mang đến vẻ đẹp mộc mạc nhưng sang trọng và tinh tế, nằm trên mái dốc của triền đồi núi, mang đến vẻ hiện đại với phong cách mộc mạc giản dị từ vật liệu đá thô kính như hội tụ, lắng đọng giao thoa của trời đất thiên nhiên của nắng gió nước. Lavanzula Villas hợp với chủ sở thích sự lãng mạn trong phong cách sống. Biệt thự nghỉ dưỡng này được xây dựng theo kiến trúc hiện đại kết hợp vật liệu địa phương và chi tiết tinh tế, gần gũi với thiên nhiên, tạo nét đặc trưng cho từng căn nhà. Biệt thự Lavanzula hướng đến sự hòa hợp giữa cảnh quan thiên nhiên và lối kiến trúc nhiệt đới nhẹ nhàng, không chỉ đáp ứng về phần nhìn mà còn đảm bảo được một không gian xanh sạch và trong lành. Lavanza Villas là biểu trưng cho cuộc sống sung túc thịnh vượng, những sự kết hợp tưởng chừng như trái ngược đã làm nên vẻ đẹp duy ngã độc tôn cho The Forest Villas. Không gian trong và ngoài căn biệt thự Lavanza được đệm bởi hàng hiên và ô kính lớn. Cư dân sống trong không gian này sẽ được bảo vệ trước những thay đổi của thời tiết nhưng không làm mất đi sự hòa nhập với thiên nhiên. Như một bản giao hưởng giữa lối kiến trúc của hai nền văn hóa Đông Tây trên nền xanh nhiệt đới của rừng núi Tây Bắc, The Forest Villas tự tin đưa đến những trải nghiệm đầy mới mẻ và mê hoặc với biệt thự nhà vườn mang đậm phong vị của rừng núi nhiệt đới nhưng không kém phần sang trọng hiện đại.